Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ ba ngày 17 tháng 3 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Người số 0 bằng chứng kết tội Trung Quốc. Tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng đã đưa tin vào ngày 13 tháng 3 năm 2020 dẫn nguồn tài liệu của chính phủ Trung Quốc cho biết trường hợp đầu tiên nhiễm cúm Vũ Hán ở nước này được phát hiện vào ngày 17 tháng 11 năm 2019 chứ không phải là vào tháng 12 như công bố trước đó. Nguồn tài liệu đã tiết lộ cúm Vũ Hán mới đã lây sang người tại Trung Quốc sớm hơn rất nhiều so với những thông tin được Bắc Kinh chính thức phê chuẩn và công bố ra bên ngoài. Đây là hình ảnh thành phố Vũ Hán nhộn nhịp trước khi có dịch bệnh. Người bị nhiễm đầu tiên là một người đàn ông 55 tuổi, sống ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Ngày 17 tháng 11 năm 2019, ông được chuẩn đoán với những triệu chứng mà sau này được gọi là cúm Vũ Hán gây ra. Tuy nhiên, các báo cáo của chính phủ Trung Quốc không nêu rõ bệnh nhân này đến từ nơi nào của tỉnh Hồ Bắc, từ thành phố Vũ Hán, nơi được chính quyền Trung Quốc coi là tâm dịch, hay từ một địa phương khác của tỉnh Hồ Bắc. Từ ngày 17 tháng 11 năm 2019, chính quyền ghi nhận từ 1 đến 5 ca nhiễm mới mỗi ngày trên toàn tỉnh Hồ Bắc. Tất cả đều được điều trị các triệu chứng suy hô hấp cấp. Sau đó, từ ngày 15 tháng 12 năm 2019, số ca tăng lên thành vài chục ca mỗi ngày. Vẫn theo tài liệu chính thức trên, từ ngày 20 đến ngày 27 tháng 12 năm 2019, số ca nhiễm đã tăng lên gấp 3 với tổng số 180 bệnh nhân. Đến ngày 1 tháng 1 năm 2020, tỉnh Hồ Bắc đã có đến 381 người bị nhiễm cúm Vũ Hán. Những tài liệu trên cho thấy Trung Quốc không chú ý đến nguy cơ khởi phát dịch mới cho đến giữa tháng 1 năm 2020. Sau này, tất cả những ca trên mới được xác định là do cúm chủng mới Vũ Hán. Và cũng theo Tổ chức Y tế Thế giới, trường hợp mắc cúm Vũ Hán đầu tiên được xác định ở Trung Quốc là vào ngày 8 tháng 12 năm 2019. Nhưng Tổ chức Y tế Thế giới không tự theo dõi bệnh mà chỉ dựa vào các quốc gia đã cung cấp thông tin đó cho họ. Đây là hình ảnh sau khi bị phong tỏa, Vũ Hán đã trở thành thành phố ma lạnh lẽo, vắng vẻ đến lạ thường. Vào ngày 8 tháng 12 năm 2019, chính quyền Trung Quốc ghi nhận bệnh nhân đầu tiên bắt đầu có triệu chứng của việc nhiễm cúm Vũ Hán. Tuy nhiên, một báo cáo được công bố trên tạp chí Y khoa The Lancet của bác sĩ Trung Quốc từ Bệnh viện Kim Ngân Đàm ở Vũ Hán, nơi điều trị cho một số bệnh nhân sớm nhất, cho biết ca nhiễm đầu tiên được biết đến là vào ngày 1 tháng 12 năm 2020. Bỏ qua những lời cảnh báo ngay từ đầu giữa tháng 12 năm 2019 của một số bác sĩ Trung Quốc về loại cúm mới, thậm chí còn tiến hành bắt giam và cảnh cáo họ, chính quyền tỉnh Hồ Bắc và thành phố Vũ Hán chỉ coi đó là một kiểu viêm phổi đặc biệt hoặc một mầm bệnh mới mà thôi. Cũng theo tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng, cộng đồng y tế của Vũ Hán bắt đầu biết đến căn bệnh này vào cuối tháng 12 năm 2019. Các báo cáo trước đó cho thấy, mặc dù các bác sĩ trong thành phố đã thu thập mẫu bệnh phẩm từ các bệnh nhân, họ vẫn chưa thể xác định được chính xác căn bệnh khi đó là gì, vì chưa được chấp thuận của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Trung Quốc. Mãi đến ngày 20 tháng 1, chính quyền Trung Quốc mới chịu nhìn nhận rằng cúm Vũ Hán có thể lây từ người sang người. Và chính vì sự thiếu minh bạch của chính quyền Trung Quốc và sự thiếu trách nhiệm của một số quan chức tại Tổ chức Y tế Thế giới, mà ngay từ thời điểm có dấu hiệu xuất hiện của cúm Vũ Hán chủng mới, và một công tác có ý nghĩa rất quan trọng trong việc xử lý dịch bệnh là tìm ra bệnh nhân số 0 gần như là điều bất khả thi. Đây là hình ảnh sự kiện Vạn Gia Yến tại Vũ Hán được diễn ra vào ngày 9 tháng 2. Bữa tiệc tại một khu phố Bách Bộ Đình ở Vũ Hán hôm 18 tháng 1 năm 2020 giờ trở thành biểu tượng cho sai sót trong việc chống dịch ở Trung Quốc. Việc tìm ra được bệnh nhân số 0 có yếu tố vô cùng quan trọng trong việc điều trị bởi nó sẽ giúp giới chuyên gia hiểu được cúm Vũ Hán được truyền từ động vật sang người như thế nào. Các chuyên gia cho rằng cúm Vũ Hán không ủ bệnh ngắn từ 5 đến 14 ngày mà dài hơn nhiều. Báo chí Trung Quốc từng đăng tin đã có ca ủ bệnh lên tới 50 ngày.
Với thời gian ủ bệnh dài như vậy, cúm sẽ có được một thông tin mật mã di truyền của vật chủ. Nó tự biến đổi để thích nghi, tiến hóa. Thế hệ cúm mới này sẽ tinh nhuệ hơn cúm đời đầu tiên. Hơn thế nữa, theo triệu hiệu ứng cánh bướm, mọi sinh vật đều truyền thông tin qua trường vũ trụ. Nếu cúm ở nơi này đột biến, thì cúm ở nơi khác cũng có thể đột biến mà không cần có vật chủ lây nhiễm. Trung Quốc hết lần này đến lần khác mắc sai lầm để bùng phát dịch bệnh, bỏ qua thời điểm vàng để dập dịch. Sự kiểm soát chặt chẽ thông tin của Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng như nỗi lo sợ về sự mất ổn định xã hội là những nguyên nhân chính khiến cho dịch cúm Vũ Hán đã không được kiềm chế ngay từ đầu. Và trước những chỉ trích về sự lơ là quan liêu của chính quyền khiến dịch bệnh bùng phát trên toàn thế giới, Trung Quốc đang ấp ổ, mưu đồ, đổi màu da, đổi quốc tịch cho dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán khi người phát ngôn Trung Quốc ám chỉ quân đội Mỹ đưa cúm chủng mới vào Vũ Hán. Đây là hình ảnh người phát ngôn Triệu Lập Kiên đăng trên trang Twitter ám chỉ quân đội Mỹ có thể đã đưa cúm chủng mới vào Trung Quốc. Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ, ông Robert O'Brien, vào ngày 11 tháng 3 năm 2020 đã cáo buộc sự chậm trễ của Bắc Kinh khiến thế giới chậm 2 tháng để chuẩn bị cho việc phát dịch bùng phát. Ông nói sự bùng phát ở Vũ Hán đã bị che giấu, nó khiến thế giới chậm mất 2 tháng để phản ứng. Để đáp trả lại cáo buộc này, người phát ngôn Triệu Lập Kiên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc viết trên trang mạng xã hội Twitter vào ngày 12 tháng 3 như sau. Mỹ có bệnh nhân số 0 từ khi nào? Có bao nhiêu người bị nhiễm? Tên các bệnh viện là gì? Có thể quân đội Mỹ chính là người đã đưa dịch vào Vũ Hán. Hãy minh bạch, công khai số dữ liệu của các anh. Mỹ nợ chúng ta một lời giải thích. Cùng với đó, người phát ngôn cảnh sảng của Trung Quốc cho rằng giới chức Mỹ đã vô trách nhiệm khi đổ lỗi cho Bắc Kinh làm dịch bệnh nghiêm trọng hơn. Ông Cảnh Sảng khẳng định nỗ lực chống dịch của Trung Quốc đã cho thế giới thêm thời gian để chuẩn bị đối phó. Ông Cảnh nói, chúng tôi mong một số quan chức Mỹ vào lúc này nên tập trung sức lực cho việc phản ứng với virus và thúc đẩy hợp tác thay vì đổ lỗi cho Trung Quốc. Và có thể nói, các nhà ngoại giao Trung Quốc đang tập trung đẩy mạnh thuyết âm mưu cho rằng quân đội Mỹ đã mang cúm chủng mới đến Vũ Hán với sự trợ giúp đắc lực của các phương tiện truyền thông. Đây là hình ảnh Twitter của bà Hoa Xuân Ánh cho rằng gọi cúm chủng mới bằng tên cúm Trung Quốc là sai trái và không phù hợp. Chính quyền Trung Quốc đã huy động lực lượng ngoại giao và truyền thông để phát đi một chiến dịch truy xuất lại về nguồn gốc của cúm chủng mới. Theo bài phân tích trên kênh truyền hình CNN mà kiểm tin được và lược dịch, vào ngày 27 tháng 2, chuyên gia nổi tiếng về bệnh truyền nhiễm Trung Nam Sơn đã đặt câu hỏi nơi phát nguồn của cúm Vũ Hán. Ông này phát biểu tại một cuộc họp báo rằng ca nhiễm đầu tiên được phát hiện ở Trung Quốc, tuy nhiên cúm này có thể không phải có nguồn gốc từ Trung Quốc. Tiếp đó, bài phát biểu tại một cuộc họp báo ở Bắc Kinh vào ngày 4 tháng 3, ông Triệu Lập Kiên đã nói với các phóng viên rằng chưa thể kết luận nguồn gốc của cúm này xuất phát từ đâu và các nhà khoa học Trung Quốc vẫn đang truy tìm nguồn gốc của chúng. Sau đó, bà Hoa Xuân Ánh, Phó Vụ trưởng Vụ Thông tin Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã đăng trên trang tweet về phát biểu của ông Redfred trích dẫn câu nói như sau. Hoàn toàn sai và không thích hợp khi gọi là cúm Trung Quốc. Thế giới mấy năm gần đây đã ghi nhận một phương pháp ngoại giao mới của Trung Quốc, đó là ngoại giao bằng Twitter, mạng xã hội, đã bị cấm sử dụng tại nước này, cũng giống như Facebook hay Instagram, nhưng lại được đặt cách cho giới ngoại giao Trung Quốc sử dụng để công kích phương Tây. Và mặc dù huy động nhiều nhân lực và vật lực nhằm với âm mưu viết lại lịch sử cho cúm Vũ Hán của chính quyền Trung Quốc, nhưng cuối cùng sự thật vẫn bị phơi bày. Đây là hình ảnh bác sĩ Lý Văn Lượng, người đã phát hiện ra và cảnh báo đầu tiên về loại cúm Vũ Hán, và sau đó ông đã bị kỷ luật. Và cuối cùng, ông cũng đã chết vì chính loại cúm này. Trước việc Trung Quốc bắt đầu tung hỏa mù về nguồn gốc của cúm Vũ Hán sau khi xảy ra cảm họa trên thế giới, nhà văn Diêm Liên Khoa từ Bắc Kinh đã kêu gọi không để cho Bắc Kinh viết lại lịch sử của nạn dịch. Vào dịp khai mạc khóa sáng tác văn chương dành cho sinh viên ở Hồng Kông, ông đã viết như vậy. Trong bài giảng của khóa học này từ xa này, ông cổ vũ cho lớp trẻ hãy giữ lấy những kỷ niệm
của đại dịch cúm Vũ Hán hiện nay dựa trên những gì mà mình đã trải nghiệm và chuyển giao cho thế hệ sau. Thế giới đã quá quen với vấn nạn độc quyền sự thật, độc quyền lịch sử tại các nước cộng sản độc tài và hình thành nên phản xạ, cảnh giác với những thông tin từ nước này, đúng như nhà Trung Quốc học Stefan Stang, giáo sư Viện Trung Quốc học ở London đã nhấn mạnh như sau. Sự thật theo kiểu của Trung Quốc cần phải được đặt lại vấn đề ở phương Tây. Chính là chúng ta không trong thế giới dân chủ phải vạch trần luận điệu tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Thay cho lời kết, xin được trích lại một thông điệp của nhà văn Diêm Liên Khoa trước âm mưu xóa đi ký ức tập thể về nguồn gốc của cúm Vũ Hán của chính quyền Bắc Kinh như sau. Ông nói, nếu không thể là người cảnh báo như bác sĩ Lý Văn Lượng, ít nhẫn hay là người lắng nghe. Nếu không thể cao giọng nói, hãy thầm thì vào tai. Nếu không thể thì thầm, hãy là đám đông thầm lặng với trí nhớ và ký ức. Trước hàng ngàn người đang chuẩn bị ca ngợi chiến thắng trước cúm Vũ Hán, hãy đứng yên lặng, chôn chặt nấm mộ của Chúa vào tim. Những con người được trí nhớ in dấu như bằng sắt nung đỏ một ngày nào đó có thể chuyển giao ký ức của mình cho các thế hệ tương lai. Và việc tìm kiếm bệnh nhân số 0 hiện nay có thể được ví như việc mò kim đáy biển. Bởi Trung Quốc đã bằng mọi cách bưng bít thông tin, che giấu sự thật. Nhưng một điều không thể phủ nhận là Vũ Hán là nơi khởi đầu của cúm chủng mới. Và nhân loại cùng lịch sử sẽ gọi tên dịch bệnh đang gây ra khủng khiếp trên thế giới như hiện nay là cúm Vũ Hán. Cảm ơn các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay, thứ Ba, ngày 17 tháng 3 năm 2020. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de. Chúng tôi sẽ luôn cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất để phục vụ các bạn. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, Trung Khoa.